chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Và hôm nay là lần thứ 3 quay trở lại đây để kéo để triển khai tiếp cho cái thuê bao quá 700m. Chiều hôm qua thì cũng đã kéo xong xuôi hết rồi, tín hiệu ngoan nghe hết rồi. Hôm nay em chỉ vào lắp thiết bị nữa rồi. Và lắp thiết bị chắc khoảng 15-20 phút nữa là xong. Anh à, cái tivi anh đặt đâu nhỉ? Chắc đặt luôn ở trên nhà luôn nhỉ? Vâng. Bọn em toàn solo một mình mà. Ôi, nhọc lắm anh. Ông đi đâu rồi? Camera hành trình. Camera hành trình. Ở ngay đây à anh? Ừ. Hôm qua anh đi đâu xuống Ngọc Lương đấy? Qua về sân ga để mới cho ông nội. À. Đây này, anh muốn kéo cả sang bên kia được không? Được anh. Này bên kia kìa, bên kia còn nhà nữa. Được mà. Kéo cáp quang từ đây chạy sang. Ừ. Làm một cục bên đây nữa. Vâng. Đây là chòi anh hay là nhà? Nhà chứ. Hôm qua vào đây không thấy có ai. Chuối vào làm bi thuốc lào cũng đặt cái thiết bị ở đây. Em cứ tưởng có khóa cửa. Hôm qua em nhiều cái sự cố quá, thế là thành ra em định đi một lúc. Đi một lúc xong tầm 9 giờ là chạy là vào là làm là vừa. Cái thang này được bao nhiêu mét? Cái này 38 ạ. 38. Vâng. Cái này cả ship về là 2 triệu 2 triệu 2 triệu 3. Nhẹ nhỉ. Vâng. 2 triệu 3 là cả ship về đó. Còn cái của Viettel nó cấp 5 mét chèo cột tròn sướng lắm. Lung linh luôn. Cho góc này này. Dạ. À, cho lên đỉnh được. Đâu, để em đi theo cái chiều này để cùng hướng này. Một trăm sáu ai. Nhưng mà anh cũng ít xem bóng đá thôi đúng không? Ừ. Cái thằng K cộng thì nó đắt. Đây kéo giúp em. Hôm qua kéo qua chỗ nhà ông Lợi ấy. Ông Lợi bắt trôn thì em vẫn đang để ấy ở đấy rồi. Vẫn đang để chừa ở đấy rồi. Để bên này nhá. Ừ. Để đây nhá, để trên chốc này nhá. Để đâu cũng được mà, đây này cho thêm. Để wifi đây. Wifi à? Vâng. Wifi không để dưới cho khỏe. Ờ thao hôm bắt mà anh. Ở dưới bắt không? Dạ. Anh để gần đây nó thiết kế một thể luôn. Con này ngồi dưới kia bắt được không? Được. Thoải mái. Tí anh em mình xuống đây test. Sếp kia này đi đâu? Sếp kia này lắp camera rồi anh. Em vừa vào lúc nãy vừa gặp ở chỗ nhà ấy. Nhà
gì nhỉ? Nhà Xuân Xuân Khanh, Xuân Khánh. Sếp Kiệt chắc vừa chạy sang bên bên Lạc Thủy. Để gọi. Ok, chờ tí nữa em một ạ. Ừ. À, em ấy các kiểu. Các cậu này anh còn ấy không? Vẫn cầm. Không còn dùng nữa gì? Để em rút luôn nhé. Thằng ca cộng này phải ai về thích bóng đá cơ. Thôi tốn kém phết đấy. Thế này qua bắt được bóng đá không? Có chứ anh, bóng đá Việt Nam ấy bắt xem tẹt gà luôn. Anh vừa đi làm à? Đâu mà nhà bảo. Xem YouTube được anh Nguyễn. Ui cái TV của nhà anh này thì xem thoải mái. Với cái đầu Viettel này nó có cho xem à? Đầu Viettel hỗ trợ xem YouTube. Cái TV của anh TV thông minh. Đặt mua đéo biết mười mấy triệu. Ra đợt đầu tiên đấy. À, cái loại này ngày trước đắt lắm. Con bút đấy. Đặt mua 17 hay là 18 triệu. Cái hệ màn hình cong đầu tiên. Vâng. Cái cong này bây giờ nó không sản xuất nữa. Có luôn rồi đây. Có rồi đây. Hôm qua em làm xong hết rồi mà bây giờ là lắp mỗi thiết bị vào thôi. Viettel T5 P9 à? Vâng, tí nữa em cài. Tại hôm qua là không có ai ở nhà. Tí em cài cho. Tại hôm qua không có ai ở nhà cho nên em chưa làm được đâu. Xong từ hôm qua rồi. Để tí em dồn sang bên kia. Dồn ở dưới. Đang treo được lên này. À nếu tí có đinh đóng cũng được. Đợt trước em còn bán được chứ bây giờ không ít người mua lắm. Thôi, đợt trước mua về cũng bán được tầm 2 lít. Cái nào cắm em nhỉ? Cái này à? Cắm cái gì à? Cắm cái dây bên... Dây TV à? Vâng. Đây. Em sao cái đinh này nó ấy đâu. Theo luôn không? Có
không điều khiển TV đâu. Lâu lắm mà không nhìn cái điều khiển. Được rồi anh ạ, không cần điều khiển TV đâu. Đấy, chỉ cần bật lên như vậy là được rồi. À, tôi còn tí nữa xem YouTube chứ nhỉ. Anh định đặt tên wifi là gì? Anh đặt cho cái wifi này cái tên như nào? Vâng. Đặt cho wifi cái tên. Đức Hậu đi. Dạ. Quay được cột sóng cho cái này tí không? Cột sóng Viettel anh. Yếu lắm như vậy. Hôm qua em vào đây còn không có sóng. Đấy. Mẹ bảo xếp kiên nên xếp quay cho mấy lần rồi. Toàn vào ăn gà xong lại quên à? Ừ, xem gặp này có điều khiển không? Không có anh ạ, không có đâu. Hoặc là tí nữa anh xem trên cái đầu Viettel cũng được. Tháng có 30 chục à? 50 anh ạ. Chị bảo tất cả là 230. 230 không? Tức là cái wifi của anh em 188 với cái thằng này 50.000 nữa. À 130. Vâng. Nào hết cái này đi anh chuyển xuống cái gói 165 cũng được mà. À 215. 215 là như nào? Là gói 200 là cái gói wifi có 165 thôi. Máy á, mình ơi có dùng máy đâu anh, nhiều cái nhiều khi có máy tính với lại cái vài cái điện thoại tivi nữa. Cái điều khiển tivi đâu anh mượn đây, nó như đầu chảo kia thôi, nó có mỗi xem được YouTube với lại tua đi tua lại được trong vòng một tuần các ứng dụng VOD nữa thôi. Thích gì cả.
Cô này gọi bố tôi là bố chồng đấy, ông nghe rõ chưa? À, thì ra anh là chồng của cô ấy. Đúng đấy, rồi thì sao? Chân à? Xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Không có gì đâu, tôi xin phép về trước. Có gì gặp lại sau nhá. Ngon lành nhỉ. Khách á. Anh ơi, chân xin lỗi. Không có gì đâu. Trời ơi, chuẩn bị điên là bổ xác. Nói ngay cho chồng biết, vợ và ông ấy quan hệ như thế nào hả? Chồng đừng có bà ghen vớ va vớ vẩn nhá. Người ta là khách đấy, khách VIP đấy. Khách á, khách VIP thì mà nhìn vợ từ trên xuống dưới. À, hay là vợ muốn quan tình với ông ấy. Đây nhá, 80 mê này. Nhìn gì mà nhìn, đi đi. Ok đấy. Bây giờ sao? Bây giờ như thế nào? 84 mê. Bằng cái gói của anh, gói net 2. Net 2 là 40 mê nhưng mà nó được nhân đôi. Thành 80. Cho em mượn em cái nó. Vợ con đây rồi bố. Chưa. Đấy là mẹ mày đang dọn dẹp ở trong. Chết rồi. Có lẽ nào. Đấy là số mấy số vậy? Không, cái này là để mua phim anh ạ. Cái này 4 số. Cái này mua phim nhưng mà mình có anh em mình cũng mua đâu. Khóa lại cho trẻ con nó đỡ nghịch. Nghịch là nó nhiều nhà lên mấy triệu đấy. Có phải mỗi hôm nay đâu, hôm nào cũng thế. Bà cũng dạy lại con trai yêu của bà đi. Không có mật khẩu không? Vâng, tổng trai. Lúc nào cũng vợ đấy. Đâu có một bạch rồi. Đâu anh? Cái kia khác kìa. Chuyện nhà cửa thế nào rồi? Đẹp. Chúng con đã đặt cọc. Đây. Vâng. Kể nha. Chưa nghiệm thu được rồi. Đâu? Chưa ấy. Anh không tìm được điều khiển đâu à? Hoặc là lúc nào đấy, đây nhá. Lúc nào anh cứ... Lúc nào anh muốn vào YouTube nhá. Đây, anh Đức ơi. Đây anh bấm hình ngôi nhà này nhá. Ừ. Anh bấm này. Xong anh chuyển sang cái ứng dụng này nhá. Đây, lên xuống trái phải này. Xong anh bấm một phim OK. Là cái TV của anh nó vẫn có xem YouTube. Ừ. Nhưng mà cái đầu Viettel này cũng có, nhưng mà tí nữa em nghiệm thu mới được. Xong anh vào ứng dụng YouTube này, anh bấm OK này. Xong anh bấm tải xuống nhá. Nhưng bây giờ nó đang sẽ bị lỗi. Đấy. Bởi vì em chưa nghiệm thu cho nên nó bị lỗi. Lúc nào em nghiệm thu xong em bảo, xong anh cứ vào như này là được. Còn bình thường là xem TV là như nào? Đấy thì anh cứ thoát ra bình thường nó xem như kiểu đầu chảo thôi. Đây là cái số anh bấm trực tiếp số này, hoặc anh bấm mũi tên sang ngang này nó sẽ hiện cái bảng kênh này. Đấy, nó có danh sách kênh đấy. Khi nào anh nhớ kênh thì anh bấm trực tiếp số. Hoặc là anh chuyển từng kênh một đây này. Đây là volume. Đấy. 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 Hoặc là ví dụ kênh bóng đá này nó 35. 35, 36. 36 là bóng đá TV. Đeo mở nhỉ? Không, cái này là do cái ấy nó quay xa ấy. Đấy. Này đâu có HD rồi. Ờ, cái này không có HD ạ. Kênh này kênh thường. Xem bằng cái TV này thì nó không nét bằng thằng K cộng đâu. Đấy như kiểu V3 này nó mới nét hơn đấy. Vậy là nó là HD. Kìa. Hả? Ai lại nói con rể thế? Ngồi đi con. Không được ngồi. Ôi, vợ. Chồng biết lỗi mà. Để chồng ghen chồng như vậy thôi. Vợ ta lỗi cho chồng đi. Vợ. Thôi. Mày làm cái gì đấy? Chồng nó biết nó có lỗi rồi. Tha thứ cho nó đi. Vợ chồng thì phải có lúc nọ lúc kia. Vợ tha lỗi đi. Vợ tha lỗi cho chồng đi. Vợ muốn gì chồng cũng chịu hết đấy. Vợ đi. Vợ tha lỗi cho chồng nhá. Ở đây thi thoảng vẫn không có sóng điện thoại à anh? Không có. Không. Chỉ có phải lên đồi nhỉ? Túi. Túi đâu?
Trở lại Huế xưa, lần tháng vui tươi con. Alo, em nhập xác nhận nhập ứng cứu giúp anh với. Anh mang một. Ui, thoải mái. Con này nó phát phải như này phải 100 mét. Nó mà đầy thoáng phải được 100 mét. Con này nó phát cũng được mà anh. Ở đây 95%, 94% đây này. Ở dưới nhà này này. Bảo ở dưới nhà 90 mấy% đây này. 94. Tốc độ tín hiệu ấy. 90 mấy% đây này. Thoáng. Kể cả bây giờ anh ra ngoài kia nó vẫn còn mà, nó vẫn có. Thoải mái. Kiểm tra như nào? Đây nó có cái phần mềm ấy đây này. Phần mềm đâu nhỉ? Trình phân tích wifi đây này. Anh kích vào đây này. Để xem cái độ mạnh tín hiệu ấy. Đây xong anh kích vào cái hình này. Đấy. Đấy, nó ghi là độ mạnh tín hiệu đây này. 94% đây này. Ba bạn em biết. Cái này ấy lắm. Anh định lắp ngay cái này luôn này. Ôi giời, thoải mái.